tên gì? Nếu biết số điện thoại là 0937901989. Gặp Trung. Đây là Trung. Số chưa? 0937901989. Đây à dạ, vậy đây phải là shop bán chuột không vậy? Anh ơi, anh lớn nghe mà anh kia mà nghe mà anh ơi, đây bán chuột không anh? Anh ơi, cho em hỏi bán chuột bao nhiêu con anh ơi? Có loại là 300 không anh? Vâng anh ơi, thấy chuột bán ngoài bán chuột là còn bán gì nữa không anh? Ngoài bán chuột là còn bán gì nữa không vậy Tiểu Ly? Không rõ hả? Dạ sao không rõ, mấy thằng đi mấy ông không rõ rồi, mấy thằng đi ra con khùng khùng đâu có rõ đâu. Anh ơi, đây có bán ngoài bán chuột là còn bán gì nữa không anh? Ủa đủ mà nó nghe không? Anh ơi đây ngoài bán chuột còn bán gì nữa không anh? Anh nghe rõ chưa anh ơi? Đủ mất tiền điện thoại. Hỏi nó có bán bà chuột Hết tiền điện thoại. như lồn.